nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc, đạo diễn của nhiều phim như Người đẹp Tây Đô, Vó ngựa trời Nam, vừa qua đời lúc 1 giờ 53 phút sáng nay 13 tháng 6, hưởng thọ 76 tuổi. Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư phổi. Được biết, lâu nay ông vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám. Trưa ngày 12 tháng 6, khi biết ông khó qua khỏi, gia đình đưa về nhà riêng tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và ông mất rạng sáng 13 tháng 6. Đạo diễn Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị, từng theo học tại các trường Trung học Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị và Quốc học Huế ở Thừa Thiên Huế. Sau khi đỗ tú tài toàn phần, ông theo học tại Viện Đại học Đà Lạt. Tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học cao học quản trị kinh doanh tại Sài Gòn. Lê Cung Bắc cũng tham gia viết báo trên các nhật báo như là Công Luận, Bút Thép, Sóng Thần, Tin Sáng, Tuần Báo Đời và Bán Nguyệt Sang Văn. Trước năm 1975, ông tham gia một số ban kịch truyền hình Sài Gòn như các ban Vũ Đức Duy, Quê Hương, Sông Thao và được đánh giá là một diễn viên tài năng. Nam nghệ sĩ từng được cử đi nghiên cứu ngành kịch nói tại Pháp và Canada vào năm 1974. Sau năm 1975, ông tham gia đoàn kịch nói Bông Hồng một thời gian ngắn và chính thức chuyển qua lĩnh vực điện ảnh từ năm 1982. Trong khoảng 10 năm, ông đã có trên 200 vai diễn điện ảnh và truyền hình. Cuối năm 1992, Lê Cung Bắc được hãng phim Giải Phóng giao làm một số phim truyện video đầu tiên như Trên Cả Hận Thù, Ta Tắm Ao Ta, Giọt Lệ Chưa Khô. Năm 1994, ông được hãng này giao làm phim nhựa đầu tiên